Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán có cái giá bán chỉ từ 30m² trở lên và giá bán chỉ từ 600 triệu đồng. Tất cả các dự án của bên em đều đã có đầy đủ hết sổ đỏ chính chủ, giấy tờ hợp pháp, giấy phép xây dựng cũng như là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Thì hôm nay em Ánh đang là đứng trước một cái dự án mới của bên công ty em. Dự án này là 2 căn, vị trí là ở giao lộ Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Vị trí của căn nhà này cách bến xe Nghĩa là 700m và đường ở ngõ trước nhà là 2,5m, cách đường ô tô đi lại là 50m. Hiện tại em đang đứng trước vị trí của căn nhà đây thì là mọi người có thể nhìn sơ qua là vị trí căn nhà là xây 4 tầng và là xây thô, đang là thời điểm xây thô. Thì là cái giá chào bán của bên em là 1 tỷ 650 triệu đồng. Mọi người ạ, diện tích là 36,3m², xây 4 tầng, được thiết kế là 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, 1 phòng bếp và 1 phòng khách. Rất là đầy đủ mọi công năng để cho một hộ gia đình sử dụng. Thì em đăng cái thời điểm hiện tại đang xây dựng lên để cho mọi người có thể cập nhật được tình hình, cũng như là một số khách hàng thì có nhu cầu ưu tiên mua từ phần thô chẳng hạn thì là sẽ rất là hợp lý. Bởi vì sao ạ? Khi khách hàng mua từ phần thô thì có thể thanh toán theo từng tiến độ, cũng như là có thể về thay đổi lại một số nội thất, ví dụ như là màu sơn, màu gạch, thiết bị vệ sinh theo ý của gia chủ. Tất cả các dự án này của bên em thì là kể cả là phần thô thì đều có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đầy đủ hết rồi. Tất cả đều đã có sổ đỏ chính chủ, bên em sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng. Đây mọi người có thể quan sát ạ. Đấy, nhà xây 4 tầng, rất là rộng rãi. Quanh khu vực nhà rất là đông khu dân cư, gần chợ, gần trường học, đầy đủ tiện ích xung quanh. Mọi người có thể mua từ phần thô để có thể về, gia chủ có thể, khách hàng có thể về để thiết kế lại theo cái mong muốn của mình. Em xin nhắc lại nha mọi người ơi, hướng nhà này là hướng đông bắc, diện tích là 36,3m² và từ tầng 2 trở lên xây ra đưa được ra được một chút ạ. Thì là giá chào bán là 1 tỷ 650 triệu đồng, có thương lượng. Video của em hôm nay đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Trong suốt thời gian vừa qua, mọi người xem thấy hay thì bấm like cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận thêm được nhiều thông tin bổ ích hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.